Xin chào mọi người, tôi đã trở lại. Ngày hôm nay tôi mang tới các bạn bài hướng dẫn. Đó là chuyển đổi từ file Word Excel. Trong công việc của chúng ta, đôi lúc chúng ta cần gửi file qua email. Đó là file Word và file Excel. Và chỉ muốn gửi là dưới dạng tài liệu để xem, không cho chỉnh sửa. Thì chúng ta sẽ chuyển sang PDF. Chuyển sang PDF một cách nhanh chóng có cách như sau. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây. Đây, tôi có file đó là cam kết Viettel. Tôi mở lên, nhấn Enter. Đây, một cái bản cam kết mà các bạn chỉ muốn xem mà không. Tôi tắt đi. Ở đây, tôi đã chuyển sang nó là cam kết đây. Tôi có file PDF như vậy. Đó. Ok. Chuyển sang một file PDF một cách nhanh chóng và vẫn còn đẹp đẽ. Tương tự quyết toán này, tôi trong cái bài quyết toán nó làm trên Excel có rất nhiều sheet. Khi đó tôi muốn gửi chỉ một gửi một vài sheet thôi, thì tôi mà trong cái sheet này nó có nhiều rất nhiều đường link. Cụ thể như ở cái bài này, đây tôi có rất nhiều sheet này, từ input này. Tuy nhiên, tôi chỉ sử dụng nó là các sheet đỏ này thôi. Thì tôi cũng chuyển sang PDF một số sheet này. Chỉ dùng một số sheet này và để gửi đi thôi. Và đồng thời, các link của chúng ta hiển thị số nó không bị mất khi chúng ta gửi sang các máy mà chứa các add-in như sau. Nó chứa các add-in ví dụ như cái này. Upper UNI để viết chữ thường sang thành chữ in hoa. Với bảng mã tiếng Việt, với bảng mã Unicode, Thumb New Roman. Và sang nó là bên chữ tiếng Việt ấy. Vân vân, và kể cả như cái này nữa. Như cái đọc số sang chữ này. VND, đây, tự động đọc chữ sang số. Thì có những máy không cài, thì tôi đã chuyển đổi sang rồi đây. Thì các bạn gửi qua email, thì chúng ta đọc được. Thì chúng ta chỉ chuyển những cái màu đỏ mà thôi. Đó, một trang. Tương tự như đúng một cái hồ sơ của chúng ta. Thôi, những công dụng của nó thì như vậy, sơ sơ như thế thôi. Chúng ta bắt đầu. Để in ấn được, bước đầu tiên là chúng ta sẽ down. Đó là cái Lova PDF cộng hướng dẫn này. Đường link tôi đã để phía dưới email. Đây. Đường link chính là đường link này. Chúng ta copy nó, bôi đen, mở nó ra này, nhấn copy và bật file phông lên, hoặc chôm, hoặc cốc cốc, hoặc một cái gì đó tương tự như IE chẳng hạn, Internet Explorer. Chúng ta chuột phải và paste, nhấn enter. Rồi, đây nó xuất hiện cái cửa sổ như vậy. Chúng ta nhấn tải xuống. Ở đây tôi có rồi nên tôi không tải xuống bình thường. Chúng ta tắt đi. Sau khi cài xong, chúng ta sẽ mở cái mục Start lên này. Vào Device and Print. Chúng ta xuất hiện một cái máy in là Lova PDF này. Đấy, cái Lova PDF này tôi để cho nó làm mặc định. Và các bạn chuột phải vào nó, nhấn Print Freedom. Chúng ta đăng ký bản quyền xong. Thì chúng ta nhập cái mực về này. Thì xuất hiện nó một cái mục này. Đã đăng ký thành công này. Thì chúng ta có bản full đầy đủ. Chúng ta cài đặt sơ bộ cho cái máy in này. Nôm na gọi là máy in ảo đấy. In ra cái file PDF của chúng ta. Nói như vậy, nó là một máy in ảo. Và được dùng trong tất cả các trường hợp. Chúng ta in bất cứ thứ gì. Kể cả là két, đồ họa, vân vân. Không nhất cứ là phải Word và Excel. Các bạn lưu ý nhá, đấy là một cái hiểu lôm la như thế. Thì đầu tiên là chúng ta vào cái thẻ trang này, chúng ta chọn mẫu A4 định sẵn đi. Cái này đơn vị là mm, chúng ta dọc nhá. Tiếp theo cái vị trí lưu, tôi đây. Tôi sẽ lưu vào vị trí đây, cấu hình tùy chọn lưu. Chúng ta sẽ chọn lưu ở ngoài desktop. Đây, nhấn đường dẫn và chúng ta chỉ ra desktop. Đấy. Và chúng ta nhấn OK. Phần tiếp theo đó chính là cái phần Sync Creator. Đây là phần chữ ký. Chúng ta
cần chữ ký, chúng ta gõ vào đây. Nếu không dùng, tắt nó đi. Tương tự, chúng ta có thể là thêm password cho cái file này. Đúng thôi, hôm nay cài đặt xong thế là được. Nhớ chúng ta phải mở cửa sổ này nhé, và mặc định nó trong này. À, còn một cái là quên mất. Đây, cái phần đồ họa, chúng ta để mặc định nó là lên nhé. Nó chính là đồ họa liên quan đến ảnh đấy. Chúng ta tắt đi này. Sau khi có rồi thì chúng ta mở file Word hoặc bất kỳ một file gì lên. Đấy. Đây. Chúng ta mở lên rồi. Thì chúng ta Ctrl P để in ấn bình thường. Máy in mặc định thì xuất hiện tự động xuất hiện Nova PDF. Đây. In các khác bình thường thì chúng ta nhấn vào. Rồi, đây là cái property file thì chúng ta tùy chọn nếu ngoài cái mặc định ra. Ví dụ như đồ họa chúng ta để giảm màu hoặc đen trắng tùy. Trường hợp khi có ảnh và có màu sắc ở trong file thì chúng ta sẽ chọn tùy chỉnh cái này. Nó liên quan đến dung lượng sau khi chúng ta in. Để mặc định thì chúng ta không cần. Và chúng ta đây, nếu chúng ta in một trang, hai trang thì chúng ta tùy chọn trong này. Đây tôi in tất tần tật của cái file Word này. Thế thôi, chúng ta nhấn OK. Nó xuất hiện một cái cửa sổ, nó là lưu với tên nào. Thì đây, tên của nó là cam kết Viettel. Tôi đã có một cái rồi, thì tôi nhấn là 02. Và đường dẫn ngoài desktop này. Và nhấn OK. Đấy. Tự động nó đã in và mở lên rồi. Đấy. Tự động mở lên chính là cái file cam kết Viettel và 02. Đó, chúng ta mở ra ngoài mình làm bàn hình desktop. Đó, chúng ta giao desktop đây. Chính là cái file này. Tương tự file Excel thì chúng ta sẽ làm như sau. Phần in ấn Excel chuyên nghiệp, in ấn một cách chuẩn xác tôi đã hướng dẫn rồi. Thì đây, trường hợp này chúng ta không in toàn bộ mà chúng ta chỉ in các sheet này thôi. Nhưng trong cùng, để tạo ra cùng một file PDF thì chúng ta làm như sau. Tích vào cái file đầu tiên và giữ phím shift, đồng thời tích chuột trái vào cái sheet này. Các sheet liên tiếp nhau nó sẽ được chọn. Còn các sheet mà nhảy cóc thì chúng ta nhấn phím Ctrl. Nhớ nha, phím Ctrl Ctrl đấy. Và chúng chọn xong rồi, chúng ta Ctrl P bình thường. Và đây, mặc định và chúng ta cũng in ấn bình thường. Xuất hiện ra cửa sổ ở đây, nêu lưu tuyệt tin. Thì chúng ta nhấn là quyết toán 02. Đây nó bảo sau khi lưu thì là open. Thì tôi không open thì tắt đi. Đấy, 8 trang nhé. Chúng ta ra ngoài desktop. Đây, chính là quyết toán 02. Chúng ta mở lên. Đấy, rất xinh đẹp nha. Khi đó là trang nào nằm ngang, trang nào nằm dọc, nó cũng đã tự động ra rồi. Việc để in ấn một cách nhanh chóng trong Excel, tôi đã có bài hướng dẫn riêng. Thì các bạn xem lại cái bài đấy nhé. Bài này không nhắc lại nữa. Rồi, cái máy in ảo Nova PDF này là rất thông dụng bất kể trường hợp nào. Ví dụ như tôi in cái đây. Tôi muốn in cái file JPG này. Thì chúng ta preview lên. Đây nó dưới dạng ảnh. Tôi muốn chuyển sang file PDF thì làm như thế nào? Chúng ta Ctrl P bình thường. Đây. Nó cũng báo nhận rồi đây. Nó là full page auto, full page photo hoặc các chế độ này để ghép. Đấy. Ở trên trang A4. Thì đây trường hợp này chúng ta nhấn print đi bình thường đi. Print. Full photo. OK. Chúng ta ra desktop ra đây. Nó tự động mở lên rồi đấy. Chính là cái file này. Đấy, vẫn bình thường. Trường hợp này ảnh của tôi đã được đè lên trang Word nên nó sẵn sàng lọt trong trang Word mà thôi, trang A4 đấy. Nên không nó là như này. Rồi.
Phần Nova PDF in ấn một cách nhanh chóng như vậy. Cái phần mà cài đặt, nếu các bạn nào đã cài được rồi thì chúng ta sẽ tiến hành. Còn chưa cài đặt được, tôi sẽ hướng dẫn một cách nhanh chóng như sau đây. Đầu tiên tôi có rồi thì tôi sẽ gỡ cái chương trình này đi. Gỡ thì đây tôi sẽ gỡ nhanh này. Tôi sẽ gỡ nhanh bằng cái chương trình này. Đây, để gỡ thì đây, tôi sẽ gỡ này ra. Nhấn Intern, Next. Đây, nó báo gỡ bình thường. Tôi tắt mấy cái thứ này đi cho đỡ nặng. Chúng ta tắt nó đi. Máy đang hơi treo đây. Ok, đã gỡ thành công. Chúng ta nhấn Next. Sử dụng cái chương trình John Interler để gỡ. Nó sẽ gỡ sạch sành xanh tất cả những cái file mà sót của cái chương trình phần mềm này. Để gỡ, để biết gỡ hết hay chưa, tôi tắt chương trình này đi. Chúng ta vào cái mục in ấn. Đấy, máy in đã mất rồi. Sau khi down về, tôi chuyển ra ngoài desktop và chúng ta giải lén nó ra. Extract here. Đây, trường hợp nó có rồi thì nó cũng giải lén ra đây rồi. Thì chúng ta mở cái folder này lên. Trong này có cái cả cái file hướng dẫn PDF của tôi đã có rồi. Thì đây, cài đặt nôm na nhanh chóng như sau. Để chắc chắn chúng ta tắt cái internet đi nha. Run Administrator. Cái network chúng ta sẽ chọn nó là Vietnamese. Ok. Tiếp, chúng ta chấp nhận. Đây là cái folder. Tiếp, thư mục này nó đã tồn tại thì chúng ta, nó đây nó bảo bạn vẫn muốn tiếp tục thì chúng ta chấp nhận. Trường hợp chúng ta gỡ thì cái folder nó vẫn còn, chúng ta nhấn yes ở đây. Tiếp theo, rồi cái này chúng ta để mặc định. Tiếp, nó phải chọn máy in là mặc định thì chúng ta chọn mặc định đi. Tương tự ở đây có hai cái mục, đó là English, chúng ta là chọn mặc định rồi. Vietnamese đã có thì ok. Tiếp, ngôn ngữ giao diện chúng ta để Vietnamese. Chúng ta tiếp này. Add in cho Microsoft Office, cái này chúng ta để được thì tôi để, trường hợp này tôi để. Next, và chúng ta tiến hành cài đặt. Nó báo này. Can create file alert exit. Chúng ta bỏ qua đi. Trường hợp chúng ta gỡ thì nó hay còn sót như thế thì không vấn đề gì. Hoàn tất. Bước tiếp theo, sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ kích hoạt nó. Chúng ta mở cái file serial này lên. Open. Đồng thời chúng ta vào cái phần này, Define Print. Đấy, nó đang mặc định đây rồi, đã xuất hiện. Chúng ta vào Print Property. Đây nhá. À không phải, chúng ta sẽ xuống cái cuối cùng này. Print reference nhá. Nhầm. Chúng ta vào mục về. À đấy, trường hợp này chúng ta đã đăng ký rồi, còn chưa đăng ký thì chúng ta nhấn vào đây. Chúng ta copy hai cái file vừa rồi. Copy. Paste vào đây. Tương tự này. Copy. Chúng ta paste. Ok. Nó báo đăng ký thành công. Thì chúng ta có cái này. Sau khi đăng ký thành công rồi, chúng ta sẽ bật mạng lên bình thường, không ảnh hưởng gì đến chất lượng cả. Và sau đó là chúng ta cũng cài đặt các thông số trong cái trang này. Đồ họa, rồi cỡ chữ, vị trí lưu, ngoài desktop.
chữ ký nếu có. Ok. Phần hướng dẫn để cài đặt chương trình rất đơn giản như vậy. Chúc các bạn thành công. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.